Mến chào quý vị các bạn, mến chào các bác các anh em đã quay trở lại với Quang Huy Audio. Vâng, trong video ngày hôm nay em giới thiệu đến các bác anh em những cái đầu tap bè cao cấp. Các bác anh em nhá, những cái đầu tap bè cao cấp đến từ những cái thương hiệu nổi tiếng như Akai này, Pioneer, Technic, những cái dòng toàn những cái dòng nổi tiếng không đó các bác anh em nhá. Vâng thì clip ngày hôm nay em giới thiệu đến các bác anh em đấy ba con này. Các bác anh em nào mà chơi chuyên sâu thì sở hữu những con như này. Con này những con như này thì thâu phát thì tiếng đều hay các anh nhá. Vâng, trước khi đi vào cái phần giới thiệu thì các bác anh em hãy lưu số điện thoại của em vào này. 0948602386. Giao hàng toàn quốc các bác anh em, nhá. Cái mức giá em đọc ra là cái mức giá em đã bao gồm phí vận chuyển rồi các bác anh em nhá. Vâng, trước tiên là trước mặt các bác anh em đây là có một con Akai có mã là GXT710D. Dòng tappe rất là nổi tiếng của hãng Akai. Các bạn anh em biết là những cái thương hiệu Akai, nếu mà nói về cái chất âm mộc mạc thì nó sẽ bỏ qua những cái đối thủ trong tầm phân khúc của nó các bạn anh em nhé. Và con này thì là Akai 710D này đấy. Mặt mũi con này thì cứ size là 43. Băng thì đang chạy đây các bạn anh em nhé. Băng đang chạy núm nút thì còn rất là sáng. Có hai đồng hồ VU này, sang chìa sang vỗ các em nhé. Hai đồng VU này, volume tinh chỉnh cho lúc mà thâu từng vế left và right. Đây là công tắc nguồn và đây là out, có nghĩa là cái tín hiệu đầu ra các anh em nhé. Đấy, máy móc thì chạy hoạt động hoàn hảo hết. Vỏ gỗ rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, vỏ gỗ rất là đẹp. Em đang tháo ốc. Các anh em nào mà muốn xem hình ảnh chi tiết thì cứ kết bạn vào Zalo với em. Em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho các anh em nhé. Đấy. Dòng này thì được rất là nhiều anh em chơi. Như anh em mà đang có những con đầu băng cối Akai hay là những con âm ly Akai, sở hữu những con như này thì nó cùng một combo cũng như là chất âm của nó mang lại thì rất là tuyệt vời các em nhé. Con này vận chuyển về thì nó có bị xước mất một chút xíu ở đây các em nhé. Xước mất một chút xíu ở đây. Em sẽ bớt cho các bạn anh em mỗi cái chút này thôi. Bớt cho anh em rẻ 2 triệu so với giá thị trường các em nhé. Rẻ 2 triệu so với giá thị trường. Em dám khẳng định các bạn anh em luôn, rẻ 2 triệu luôn các bạn anh em. Không thì lên YouTube, lên Facebook có thể tra giá thị trường của nó luôn các anh em nhé. Con Akai 710D này, nếu mà thị trường mà con đẹp của nó đang ở tầm 8 triệu không nhá, thì con này em để cho các bạn anh em mức giá là 6 triệu cho một con Akai 710D. Đấy, Blade, Blade, kim vẩy rất là đẹp luôn các anh em nhé. Kim vẩy rất là đẹp luôn. Đấy, đầu từ sáng quắc còn quạc luôn. Đấy, khi mà các anh em muốn ấn băng này, ấn vào đây này, nó sẽ nhả băng ra. Đầu từ còn rất là sáng. Đấy, đầu từ của nó rất là sáng luôn các anh nhé. Đấy, đầu từ rất là sáng, sáng quắc còn quạc luôn. Đấy, các bạn anh em nào mà cứ muốn xem ảnh chi tiết thì cứ kết bạn Zalo với em. Chỉ 6 triệu đồng thôi các anh em nhé. Và bên trên là một con Pioneer CT405. Các bạn anh em nào mà cần những con CT405 này, bên em vẫn đang giao lưu với mức giá là 3 triệu các anh em nhé. CT405 vẫn đang giao lưu với mức giá là 3 triệu. Mặt mũi đẹp xuất sắc luôn. Thu phát ok. Con này thì có cái size 42. Để các anh em về ghép với 7800 mắc đôi. 7800 nói chung là những âm ly 7800, những âm ly size 42 ghép rất là tuyệt vời các nhá. 3 triệu. Bên trên là một con Technic M33. Dòng Technic thì nó là thu của nó là nổi tiếng rồi các nhá. Thu của nó nổi tiếng trong tầm giá rồi. Trong mức giá là dưới 3 triệu thì chắc là con nào có thể vượt qua nó, kể cả dòng Pioneer luôn các bác nhá. Mà con này thì nó có size là 43, mặt là mặt nhôm phay. Con này thì có volume chỉnh cho ra loa này, ra tín hiệu ra và đây là tín hiệu vào, là có lúc mà anh em thu này đấy. Đấy, băng biết là chạy hoạt động hoàn hảo hết rồi. Lắp lưng lắp liếc là đẹp, đẹp keng luôn các anh em nhá. Đấy, rất là đẹp. Đấy, Technic M33 này còn nguyên cái chữ nhật luôn này. Đấy, khi mà mở to lên đèn tia nó sẽ lên rất là đẹp này. Đấy, các bạn anh em mua này về này, làm dề chỉ một nút nhấn thôi, nhấn một nút này cái là đấy làm dề luôn, băng không cần quay luôn. Đấy, rất là hay. Con này thì giao lưu các bạn anh em mức giá là 2 triệu rưỡi các bạn anh em nhé. 2 triệu rưỡi cho con Technic M33. Vâng, đây đằng sau của ba con này để em sẽ quay đằng sau cho các bạn anh em có thể là cùng
Đấy, góc nhìn từ góc góc nào của nó cũng đẹp luôn các bạn nhé, góc nào nhìn cũng đẹp luôn. Vấn đề là đằng sau của con Akai này. Đấy, 100V. Đấy, Akai này. Series của nó lập chìm rất là khó nhìn. Các anh em nào mà muốn em chụp ảnh series thì cứ kết bạn Zalo với em. Đấy. Akai chỉ có 6 triệu thôi. Bioner CT455 3 triệu. Technic các bạn là Technic ZS33, ZS M33. Giao lưu các ba anh em là 2,5 triệu. Đấy, thu phát này. Đấy. Thu phát rất là tốt luôn. Tiếng rất là hay. Vâng, các bác anh em có nhu cầu mua sắm hay là những muốn sở hữu những sản phẩm âm thanh bãi của bên em đăng lên thì cứ kết bạn Zalo với em hoặc là liên hệ trực tiếp, gọi cho em với cái số điện thoại trên tấm biển các em nhé. Cảm ơn các bạn anh em đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái và chào tạm biệt. Hẹn gặp các bạn anh em trong những clip tiếp theo.